Cửa hàng Trông Sen mến chào toàn thể đại gia đình, chúc đại gia đình dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, thuận buồm xuôi gió nha. Chúc bà con nông dân mình được mùa nha. Nay tiếp tục về thêm một thùng hàng. Hàng này thì của Minh Nhật gửi về ha, tem phiếu rồi còn đầy đủ ha. Này thì cũng không biết biết máy cưa thôi nhưng mà cũng không biết là máy gì ha. Nay thì mời cả nhà đón xem video ha. Nay có thùng cắt rồi. Wow, một thùng bên trong tem phiếu thì còn đầy đủ nha cả nhà, bên trong còn một cái thùng nữa đó, gói rất là kỹ nha. Đó, hai ba lớp giấy luôn ha. Rồi Sen sẽ tiến hành cắt cái thùng tiếp theo ha. Đây, quá là kỹ, gọi là quá kỹ luôn. Thấy video hay nhớ like nha cả nhà, cho Sen một động lực để nhập máy về tiếp ha. Ồ, cái máy này Sinowa, Sen về Sinowa nhiều lắm nha, Sen phái hệ Sinowa hơn. Ồ, còn gì không, coi móc này có vàng có bạc gì trong đó không. Trời ơi, nguyên cục vàng đen luôn nha cả nhà. Đây, dây sên còn rất là đẹp. Đây, lam sên, sên này dài nha, lam này dài lắm á, 2, 4, 60 cỡ 6 tấc nha cả nhà, đón hào hào vậy thôi, khoảng sẵn 6 tấc. Máy thì rất là đẹp nha. Đây ha, 485 nha cả nhà, máy này 485, máy lớn. Đây, đây còn mở số máy này kia luôn ha. Đây còn số ký số bọng gì nữa nè. Thôi đó, để sau đi, để giật thử máy rồi. Ôi, máy ok nha cả nhà, tiếng hơi máy nghe rất là gắt nha. Đây mặt trước đây ha, mặt tiền còn rất là sáng ha. Đây hơi máy nè, cả nhà nghe hơi máy nha, ok chưa. Còn nó kêu là chặt, là chặt là kiểu này nè, à ha, cái này nè ha. Rồi ai thích em này liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sen ngay nha. Rồi mến chào, như cả nhà đã biết đây là con Sinowa 485 mà Sen đã cắt bọc cho cả nhà xem ha. Đây máy còn khá là sạch, khá là đẹp nha. Đây, máy còn đồ bóng của nó nè, đó thấy chưa, đây đồ bóng của nó nè, đó chưa chừa rửa chưa vệ sinh mà đồ bóng nó như thế này rồi, mà vệ sinh chùi rửa nữa thì nó như thế nào. Đây là cái mã số máy, đây Sen quay xích ra ngoài chút xíu cho cả nhà xem mã số máy. Đây là mã số máy ha, đây mugi nó còn chính xác luôn nè ha. Sen là thiệt tình nên là máy về như thế nào thì bán như thế đấy thôi. Nó chủ yếu là mình chùi rửa xe đây, đây nó máy chưa chùi rửa mà đổ bóng nó còn nè ha. Đây vuốt vuốt bụi nè, có bụi nhưng mà máy tiện nó rất là sạch ha. Đây ốc nè, nó tem ở trên còn luôn nè nha. Đó, 485 máy này thì thuộc dòng máy lớn luôn nha cả nhà. Máy này gần như là máy cắt chuyên luôn rồi đó. Máy lớn. Nói chung là ai đó xài mấy dòng qua, mấy dòng Sinowa thì gần như là thích ha, rất là thích. Dòng máy Sinowa rất là bền. Đây, ha. Độ bền của nó. Nè, bình xăng con nó còn nè. Cả nhà thấy cái độ bóng của bình xăng con không? Đó, ok ha. Thôi, rồi. Để Sen quay để Sen gã ra. Rồi mời cả nhà đón xem hết clip nha. Máy cái đít còn đỏ luôn nha. Đó, máy còn rất là đẹp. Máy này rất là mới nha. Anh nào ưng bụng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sen ha. Còn ai mà coi video này thấy hay thì nhớ like cho Sen một cái và đăng ký kênh để mình tham khảo được nhiều dòng máy khác. Tuy gần không ủng hộ được Sen nhưng mà đăng ký kênh xem video là Sen mừng rồi. Sen cảm ơn nhiều nha. Mời cả nhà đón xem. Sen đã gã xong ha, thành công ha. Này máy này còn xăng luôn á cả nhà. Sen quên nãy quên việc chạy cho cả nhà xem. Còn xăng luôn nè. À. Còn xăng ở bển luôn á. Gã xong ha. Giờ gã tới đây thì thấy nó quá trời nó đẹp. Ốc ốc còn vàng luôn nè cả nhà. Như cả nhà thấy đây ha, ốc còn vàng khè hết. Bít tông thì thôi rồi luôn ha cả nhà. Quá đẹp luôn nè. Đầu bít tông chưa đóng khối luôn ha cả nhà. Như cả nhà đã thấy ha. Đó, bây giờ không có cần mà câu ấy nữa đó, đầu bê tông chưa đóng khối luôn ha. Bê tông nói chung là còn
trắng tinh luôn nha. Đấy, quá trời đẹp ha. Đây ha. Đây. Thường thường là cái gió này nó xài nhiều nó sẽ bị đóng bụi nhiều ha. Còn này gần như không đóng bụi ha. Ốc còn vàng luôn nè ha. Ốc ba lăng còn vàng luôn ha. Đây, nguồn điện ha. Đó. Ok, mời cả nhà xem clip sang gấp máy rồi test nổ sang báo giá trên đây luôn ha. Sau khi sang vệ sinh xong thì cái máy như thế này nha cả nhà. Máy nó rất là đẹp nha. Đây mời cả nhà xem ha. Đây độ bóng của nó nè. Cả nhà thấy không nè, độ bóng nè. Đó, thấy đường, thấy xe chạy luôn ha cả nhà. Máy nói chung là ai thích máy này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình á, gặp trực tiếp sang để lấy máy này nha. Máy này quá mới ha. À, chút xíu cuối clip á, sang sẽ báo CC và báo CC sao ha và báo giá ha. Rồi, mà cho cả nhà xem đây ha. Đây, đây nè. Ồ, quá bóng ha. Đây ha. Đây, quá đẹp, chụp của nó nè. Ok chưa? À. À. Ít có ai mà làm clip rảnh để làm clip như Sang nha. Hy vọng cả nhà thấy hay thì nhớ like ủng hộ Sang ha. Tại vì quay mà cắt bọc và ráp chỗ này thì hình như là ít lắm. Mà cũng không ai mà nhập máy về như Sang đâu, giá quá cao. Sang chấp nhận nhập giá cao để Sang có máy đẹp. Đó. Mình muốn máy đẹp, máy hoàn hảo thì mình phải chấp nhận giá cao, chuyện đó đương nhiên ha. Tiền nào của nấy mà, ông bà dài đâu có sai. Rồi mời cả nhà xem hết cái clip ha. Ốc đây ha, ốc sen rửa rồi đây ha. Nè, ốc ba lăng còn vàng khè luôn nè ha. Đó, Mugi nha. Mugi khá đẹp, Mugi hiểu ok không? Sang con riêng ốc này, bên sang con quanh bột ha. Rồi nói gì nữa, bây giờ tiến hành ráp thôi. Xong ha, cái 485 sang đã ráp hoàn thành xong ha. Đây nhìn cho cả nhà xem tổng thể máy ha. Đây ha, máy độ bóng rất là bóng nha. Dừng lại coi mã số máy ha. Số máy là 485, mã số máy là 600 2667 nha. Dung tích của nó là 47,9 cc, coi như là 48 cc ha. Nặng là 5,3 kg. 5,3 kg này chắc là cái đầu máy không nghe cả nhà. Nếu mà tính luôn thì tầng tầm khoảng 6-7 kg á, là tính lam luôn á nha. Đây, máy quá đẹp nha, quá đẹp luôn á, gọi là quá xuất sắc. Cái đồ bóng của làm đồ bóng của máy còn ha, cả nhà thấy ha. Đó, mặt trước mà nó còn đồ bóng chỗ này thì cả nhà xem thì cảm nhận ha, là cái máy này đẹp như thế nào rồi ha. Quá đẹp. À, báo luôn, máy này Sang sẽ bán với giá là chi ăn khách hàng, tại vì họ bán cái máy chi ăn á thì thấy mấy anh điện quá, thấy nhiều anh điện cũng hơi tiếc, nên thôi nay Sang sẽ tạo thêm một cái cơ hội cho mấy anh là liên hệ sớm với Sang máy này ha. Máy này thì Sang chi ăn với giá là trên 4 triệu chút xíu ha. Còn muốn biết 4 triệu mấy á, thì liên hệ số điện thoại trên màn hình, gặp trực tiếp Sang nha. Đó. Số điện thoại trên màn hình có Zalo á, cứ liên hệ Zalo ha, là biết cái giá là bao nhiêu ha. Hoặc là gọi trực tiếp Sang cũng được. Anh nào mà không mua máy được cái máy này thì cũng hơi tiếc nha, không có nhiều cơ hội đâu nha mấy anh. Rồi Sang sẽ giật máy nổ ha. Oh,
phải mua thôi, không mua là quá uổng. Giá quá không quá rẻ, giá chị ăn mình quá rẻ. Rồi tắt nha. Rồi video xem đến đây là kết thúc. Chúc gia đình mình dồi dào sức khỏe ha. Làm ăn thuận buồm xuôi gió và nông dân thì được mùa bội thu ha. Rồi xin mến chào, hãy đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Bye bye.